Hi, chào các bác nhé, hôm nay em sẽ cập nhật cho các bác tình hình giá của các dòng xe Toyota Vios thời điểm tháng 11/2021. Thì như thông tin với các dòng xe lắp ráp ấy, từ ngày 15/11 thì xe sẽ được giảm thuế trước bạ 50%. Thì Toyota Vios hiện đang có mức giá như nào? Thì đầu tiên với Toyota Vios ở đây em có phiên bản là phiên bản số sàn nhé. Đấy, bản này thì bản số sàn, bản E 3 túi khí. Bản này thì có mức giá niêm yết là 478 triệu. Hiện tại đang được ưu đãi 30 triệu tiền mặt, tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm, cộng thêm là dán kính và cam hành trình chính hãng. Xe sẽ có mức giá lăn bánh sau khi trừ ưu đãi sẽ là 474 triệu. Đấy. Bản E này thì là màu nâu vàng này. Vios thì có màu nâu này, màu đen, màu trắng và màu bạc. Trắng thì có trắng thường và trắng ngọc trai nhé. Tiếp đến sẽ là bản E số tự động. Đây. Bản này thì có mức giá niêm yết là 531 triệu. Cũng tặng bảo hiểm 1 năm 10 triệu, dán kính và cam hành trình. Giá lăn bánh của bản này sẽ là 530 triệu nhé. Bản cao nhất sẽ là bản bản G 7 túi khí, máy 1.5 CVT. Bản này niêm yết là 581 triệu, cũng ưu đãi là 35 triệu tiền mặt, tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm 10 triệu, dán kính và cam hành trình. Bản này thì có mức giá lăn bánh là 577 triệu nhé. Đây mức giá lăn bánh của bản bản G số tự động. Bên ngoài thì các bác sẽ thấy là bản E số tự động và bản G số tự động, thì bản E thì nó chỉ được trang bị là đèn halogen thôi. Bản G thì sẽ là trang bị đèn full LED nhé. Đây các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt. Bản G thì cái mặt ca lăng phía trước là sơn bóng này. Bản này thì là sơn nhám này. Đấy. Và bản G thì anh em sẽ có là thêm là cảm biến va chạm phía trước. Đây, ở đây sẽ có thêm một cái cảm biến va chạm phía trước ở đây. Bản E thì không có này. Về kích thước tổng thể thì cả bản E bản G thì đều kích thước bằng nhau. Chiều dài 4m4, chiều rộng 1m7 và chiều cao 1m47 nhé. Xe tất cả đều trang bị là mâm hợp kim, phay xước. Đấy, kích thước là 15 inch, phanh đĩa 4 bánh nhá. Bản E thì có mức tiêu hao nhiên liệu rồi 5,9 lít trên 100 cây đi kết hợp. Còn bản G thì mức tiêu hao nhiên liệu sẽ là 5,78 lít vì máy CVT nên nó sẽ còn tiết kiệm hơn một chút so với bản E. Về phần đuôi xe, giữa phiên bản E và bản G thì giống nhau, gần như là giống nhau, nhưng bản G thì sẽ có đèn phanh trên cao là dạng LED này. Đây, bản này thì đèn phanh trên cao là dạng LED này. Còn bản E thì đèn phanh trên cao chỉ là halogen thôi. Đấy. Và bản E thì có hai cảm biến lùi về phía sau. Tất cả các bản thì đều có màn hình cam lùi nhé. Đấy. Nhưng bản G thì có tới 4 cảm biến lùi phía sau. Đấy. Về nội thất thì các bác ở bản E số sàn nhé. Bản E số sàn sẽ là nội thất đây, bản này sẽ là ghế da. Tất cả các phiên bản đều là ghế da, nhưng mà bản E sẽ là ghế da màu đen. Đây. Tất cả chỉ là ghế da. Bản E thì cái phần vô lăng này, nó là vô lăng trần, nó không được trang bị cái gì cả. Nó không có các nít tích hợp điều hướng, chỉ là chìa cơ. Màn hình thì có màn hình cảm ứng rồi, nhưng điều hòa thì vẫn là điều hòa cơ nhé. Đây, điều hòa trang bị là điều hòa cơ. Đấy, rất là cơ bản thôi. Hiện tại thì các bác đang được vay có gói lãi suất ưu đãi thấp nhất là 5% nhé, 4,99%. Đây, bản G thì các bác sẽ có là đây, điều hòa tự động này, vô lăng thì tích hợp này. Đấy, có giữ ga tự động cruise control ở đây, chìa khóa thông minh. Đấy, ghế thì tất cả ghế của bản G là ghế da. Bản này thì có 7 túi khí nhá. Đấy. À, ghế thứ hai thì nó giống nhau thôi. Đây, bản này thì nó là 7 túi khí, ghế da. Bản E thì nó là màu đen, bản G thì nó là màu kem.